Một lần nữa Minh Phi xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin FBNC tối nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên diện rộng trong giờ cao điểm lẫn giờ thấp điểm, mới đây Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã đề xuất quy hoạch một số tuyến đường lớn trở thành các cặp đường một chiều. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Trần Quốc Thảo, Phan Văn Trị sẽ thành đường một chiều ở những đoạn có lưu lượng xe di chuyển lớn. Đây là ý kiến đề xuất được đưa ra trong cuộc họp với Bí thư Thành ủy TP.HCM ông Đinh La Thăng về tình hình ùn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng nhận định các giải pháp cấp bách sẽ triển khai trong năm 2017 là công tác tổ chức giao thông. Trong đó, đáng chú ý là những tuyến đường huyết mạch của thành phố và các tuyến đường nằm ở phúc ven, cửa ngõ sẽ được quy hoạch lại. Trong đó, Sở dự kiến sẽ nghiên cứu tổ chức các cặp đường một chiều, Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, đường Phan Văn Trị, Lê Văn Định. Đối với khu vực trung tâm cũng sẽ tổ chức cặp đường một chiều Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, cặp đường Trần Quốc Thảo, Lê Quý Đôn. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch lại các tuyến đường lớn thì ở thủ đô Hà Nội, để giảm bớt áp lực về ùn tắc giao thông, chính quyền thành phố sẽ thi hành phương án cấm xe máy và taxi trong giờ cao điểm. Trong đó sẽ chính thức áp dụng hình thức cấm xe này ở tuyến đường Yên Nghĩa, Kim Mã vào ngày 25 tháng 12. Từ ngày 25 tháng 12 tới đây, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ thực hiện lệnh cấm hoạt động đối với xe tải, xe ô tô, chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe khách, xe hợp đồng trong giờ cao điểm trên tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông, đoạn từ Lê Trọng Tấn đến nút Tố Hữu Vạn Phúc. Đối với xe chở các học sinh, cán bộ, công nhân viên và xe xử lý sự cố sẽ được hoạt động bình thường. Trong khi đó, xe taxi cũng sẽ không được phép hoạt động trong giờ cao điểm trên tuyến đường Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương. Trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, xe khắc phục sự cố được hoạt động bình thường. Các cơ quan, công ty, khách sạn, nhà hàng trên hành lang BRT, nếu có nhu cầu sử dụng xe taxi, phải bố trí đầy đủ điểm đỗ và phải đăng ký logo phục vụ với Sở Giao thông Vận tải. Đây là phương án được đưa ra nhằm giúp cho tuyến xe buýt nhanh BRT được đưa vào hoạt động, giúp giải quyết tình trạng kẹt xe trên địa bàn, đồng thời mong muốn người dân tại đây sử dụng các phương tiện công cộng đi lại. Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai thí điểm việc truy xuất nguồn gốc thịt heo trên thị trường bằng tem có dán mã QR. Đây là giai đoạn 1 của đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo do Sở Công Thương chủ trì. Sau đây là ghi nhanh của phóng viên chúng tôi về ngày đầu triển khai việc truy xuất trên tại hệ thống phân phối hiện đại. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại cố mắc Phúc Mô Sa, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những điểm đầu tiên mà thành phố Hồ Chí Minh chọn để triển khai đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Và bây giờ thì tôi xin mời quý vị hãy cùng vào bên trong để xem là việc truy xuất nguồn gốc thịt heo tại đây đang được triển khai như thế nào. Thưa quý vị, trên tay tôi là một miếng thịt heo đã có dán tem truy xuất nguồn gốc. Và bây giờ thì tôi sẽ thử dùng ứng dụng Tia Food để truy xuất thử là miếng thịt heo này có nguồn gốc từ đâu. Sau khi mà sử dụng phần mềm Tia Food để truy xuất cái nguồn gốc của miếng thịt heo này thì thông tin tôi nhận được đó là thịt heo này thì có nguồn gốc từ trang trại Vissan tại Bình Dương và được giết mổ tại cơ sở của Vissan và cũng được bán sỉ tại Vissan và nơi bán lẻ là cô mắc Phúc Cô Sa. Như vậy, sau hơn 4 tháng chuẩn bị khẩn trương, vài lần phải dời kế hoạch triển khai việc truy xuất chính thức ra thị trường, thì từ ngày 16 tháng 12, người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh đã có thể truy xuất nguồn gốc thịt heo mà mình mua tại các hệ thống phân phối hiện đại như các siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi của Co-opmart, Satra, Bixi, Lotte Mart, Aeon, v.v. Giai đoạn thử nghiệm ở giai đoạn 1 thì chúng tôi triển khai cái đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo tại hệ thống phân phối hiện đại. Với 351 cái điểm bán và tất cả 351 điểm bán này đã được cập nhật địa chỉ vào trong cái ứng dụng Tia Food. Người tiêu dùng có thể vào ứng dụng này và biết ngay đâu là những điểm bán đã tham gia vào chương trình và có thể đến đó để mua được cái sản phẩm có truy xuất được nguồn gốc. Theo đại diện của Co-opmart, để thực hiện việc dán tem truy xuất nguồn gốc cho thịt heo bán trong hệ thống, siêu thị đã hợp tác với nhà cung cấp và có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chính thức triển khai đến người tiêu dùng. Để triển khai chương trình này thì Sài Gòn Co-op cũng đã có một cái tập huấn và có cái sự chuẩn bị chặt chẽ đối với cán bộ nhân viên cũng như là đầu tư các trang thiết bị để phục vụ cho người tiêu dùng tại tất cả điểm bán. Người tiêu dùng khi mua sản phẩm thịt heo thì người tiêu dùng cũng hoàn toàn có thể truy xuất ngay trực tiếp tại các cái máy cố định được đặt ở tới gần các cái khu vực mà quầy thịt heo ở tại các điểm bán của Sài Gòn Co-op.
Bên cạnh đó thì người tiêu dùng cũng sẽ được một hướng dẫn rất là chặt chẽ để người tiêu dùng có thể truy xuất thông qua các cái ứng dụng được tải về qua hai cái hệ điều hành Android và iOS để đảm bảo là người tiêu dùng có được một cái thông tin rất là rõ ràng, chi tiết. Dù còn bỡ ngỡ với việc sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thịt heo T-Food trên điện thoại hay thao tác với máy truy xuất đặt gần các quầy thịt của siêu thị, nhưng đa số người tiêu dùng đều tỏ ra hào hứng với việc biết được nguồn gốc sản phẩm mình mua thông qua các ứng dụng này. Mình kinh doanh bên mầm non nên là phòng giáo dục rồi các cấp cũng yêu cầu mình là phải lấy thực phẩm đúng nguồn gốc, có nguồn gốc rõ ràng, nên là nếu mà được truy xuất như vậy thì mình thấy là yên tâm và thấy tin tưởng. Mình cũng mong là không chỉ là thịt mà tất cả các sản phẩm khác cũng có cái nguồn gốc. Khi mà mình đi vô siêu thị mình mua mình đã an tâm rồi, mà bây giờ thêm cái phần mà kiểm dịch nữa là mình rất là an tâm. Thứ nhất là cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Chúng tôi thấy rằng cái việc mà người tiêu dùng hiểu được cái nguồn gốc của đối với cái sản phẩm mà mình mua vô cùng là quan trọng và rất là cần thiết. Cho nên cái chương trình này theo chúng tôi đánh giá là rất là cao, bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu của người dân, người tiêu dùng như chúng tôi là muốn biết được là cái sản phẩm mình mua nó có an toàn hay không, những cái sản phẩm này nó đã được qua kiểm dịch chưa và đã được kiểm soát như thế nào. Điều đó rất là quan trọng và đây là những cái thông tin cực kỳ cần thiết đối với lại cái người tiêu dùng như chúng tôi. Đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo giai đoạn 1 được thành phố Hồ Chí Minh triển khai dựa trên nền tảng sử dụng hệ thống quản lý truy xuất theo công nghệ châu Âu. Hệ thống này cho phép quản lý thông tin toàn bộ chuỗi thịt heo từ khi rời khỏi trang trại đến bàn ăn. Theo đó, heo khi xuất khỏi trang trại sẽ được đeo vòng nhận diện có mã QR, tích hợp thông tin về trang trại này. Tại mỗi khâu sau đó như giết mổ, kiểm dịch thú y, đưa đến các chợ đầu mối hay hệ thống phân phối bán lẻ, đều được các chủ thể liên quan kích hoạt vòng nhận diện để cập nhật thông tin lên hệ thống T-Food. Người tiêu dùng cuối cùng có thể tải ứng dụng T-Food về và sử dụng phần mềm này để truy xuất nguồn gốc thịt heo dựa trên tem dán có chứa mã QR trên sản phẩm. Việc triển khai truy xuất nguồn gốc thịt heo theo tính toán sẽ làm tăng chi phí quản lý và làm tăng giá bán thịt heo trên thị trường khoảng 200 đồng một kg. Nhưng trong giai đoạn triển khai thí điểm, các hệ thống phân phối cho biết vẫn sẽ giữ ổn định giá thịt heo có truy xuất nguồn gốc để hỗ trợ người tiêu dùng. Quan điểm của chúng tôi là khi đưa dịch vụ này, triển khai dịch vụ này tại các cái siêu thị của các điểm bán của Saigon Co-op thì chúng tôi mang tính chất hỗ trợ người tiêu dùng là chính, để người tiêu dùng hoàn toàn có thể an tâm vào Co-opmart, Co-food, Co-opextra. Chính vì vậy nên là những cái chi phí này thì Saigon Co-op sẽ đảm bảo ở một cái mức tối thiểu nhất và cùng chia sẻ với lại cùng với đối tác triển khai để chia sẻ và không ảnh hưởng đến cái giá cả một cách thấp nhất đối với người tiêu dùng. Bán không có ảnh hưởng bởi cái chương trình triển khai này vì đây trong cái giai đoạn thử nghiệm và đồng thời là chúng tôi cũng đã có cái phối hợp với các cái trang trại, các cái cơ sở kinh doanh cũng như là các cái nhà phân phối để bảo đảm giữ ổn định cái thị trường này, vì mặt hàng thịt heo đối với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là mặt hàng nằm trong chương trình bình ổn và giá được quy định trong cái giá của chương trình bình ổn thị trường. Đại diện Sở Công Thương cũng cho biết sau khi triển khai thành công với kênh phân phối hiện đại, đề án sẽ tiếp tục triển khai với hai chợ đầu mối là Hóc Môn, Bình Điền và bốn chợ lẻ là Bến Thành, Thái Bình, An Đông, Hòa Bình và tiến tới triển khai ở tất cả các chợ lẻ trên địa bàn thành phố vào ngày 1 tháng 3 năm 2017. Tại thị trường chứng khoán, hai sàn tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Các cổ phiếu vốn hóa lớn tràn ngập sắc xanh để giúp cho chỉ số VN Index dễ dàng chạm mốc 675 điểm. Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng tích cực khi bước vào đầu phiên giao dịch. Sắc xanh đồng loạt trên các cổ phiếu chủ chốt đã giúp cho chỉ số VN Index dễ dàng vượt mốc 670 điểm. Cổ phiếu Vinamilk tăng mạnh trở lại sau chuỗi phiên giảm trước đó, góp phần giúp cho thị trường diễn biến sôi động hơn. Riêng với cổ phiếu Sabeco của Bia Sài Gòn, dấu hiệu ra hàng đã xuất hiện khi mã này không còn giữ được mức giá trần vốn đã được duy trì liên tục kể từ khi niêm yết. Chuyển sang phiên chiều, VN Index tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là sự bứt phá vào thời điểm cuối phiên gây bất ngờ cho không ít nhà đầu tư. Việc cơ cấu danh mục của các quỹ ETF không những không ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, mà còn giúp cho chỉ số được giao dịch vô cùng sôi động. Khép phiên, VN Index tăng vọt hơn 9 điểm lên mốc 675,16 điểm, thanh khoản đạt gần 3.400 tỷ đồng, tương đương 177 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Với sức nóng từ sàn HOSE, chỉ số VN Index cũng có phiên tăng khởi sắc, đã tăng dàn trải trên nhiều cổ phiếu chủ chốt đã góp phần đáng kể hỗ trợ cho xu thế tăng của sàn này. Mặc dù vậy, hoạt động giao dịch tại đây vẫn còn thiếu tính bứt phá. Chốt phiên VN Index tăng hơn 1%, đạt 79,71 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 33 triệu đơn vị, ứng với trên 350 tỷ đồng.
Thưa quý vị, liên tiếp trong bản tin FBC tối nay, Minh Vi xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật khác. Cà Mau cam kết hỗ trợ tốt nhất về hạ tầng cho các nhà đầu tư. Liên hoan ẩm thực các nước dự kiến thu hút trên 500.000 lượt khách